trường tỉnh Nam Định chuẩn bị. Và chúng ta hãy nổ lên những tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ động viên cho các thí sinh ạ. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Chân bọn này xếp chữ V à? Nhảy. Đứng lại xếp chữ V. Ban tổ chức xin được yêu cầu tất cả các đơn vị của Thiếu Lâm xã Hồng Quang dừng lại nội dung. Thì nội dung của ca te của Nghĩa Dũng, ca te Hà Nam chưa thực hiện xong cái phần thi đối phân thế mạnh quyền. Xin mời ban tổ chức yêu cầu thực lại hiện đại. Đề nghị ban tổ chức cho dừng lại nội dung của xã Hồng Quang. Đề nghị trưởng đoàn của Canedo Nghĩa Dũng Canedo Hà Nam cho tiếp tục phân thế cái phần nội dung tiếp theo. Ông có muốn vậy sắp xếp không? Sắp xếp được. Ba thằng ở đây đúng không? Đấy, tác phẩm người đi vào không? Đúng rồi. Có nhạc to thì phải hết tập trung nghe bản clip thôi.
cái phần thế. Cái nhạc to ấy, cái nhờ, biến nhạc to ấy, cái phần lớn phần thế. Nhắc nhở luôn, nhắc nhở quá các em quên. Con đánh hơn nhiều. Yeah. Xin chúc mừng và giới thiệu của câu lạc bộ Thứ Năm Năm Ngoại xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Thưa quý vị, và sau đây sẽ là phần giới thiệu đến từ câu lạc bộ Taekwondo, Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh Thiếu Nhi tỉnh Ninh Bình, và xin mời câu lạc bộ Karate Do xã Hiển Khánh, huyện Phú Bản, tỉnh Nam Định chuẩn bị. Nhìn trông chán nhỉ? Dạ. Nhìn vào này đi ra thì tưởng và cảm nhận xem nó thế nào. Cần thiếu hơn thiếu chứ không phải là vì cái mặt nó xuống. Không có khí thế gì. Xin được chúc mừng phần dự thi của câu lạc bộ Taekwondo Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh Thiếu Nhi tỉnh Ninh Bình. Lên tập chương trình, xin mời quý vị sẽ đến với vị trí dự thi số 5.